Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Bếp Việt tại Đức. Hôm nay My xin mời tất cả mọi người cùng với My vào bếp làm cái món chân gà ngâm xả tắc nha. Nguyên liệu cho cái món chân gà ngâm xả tắc này thì My đã chuẩn bị xong. Có ớt nè, xả nè, tắc, gừng, tỏi. Và cái phần chân gà thì mọi người nên chọn cái chân gà công nghiệp, gà Tây á. Vì cái gà này á, nó có nhiều thịt. Khi mà mình ngâm á, thì cái thịt của nó rất là giòn, rất là ngon nha. Và bây giờ My sẽ đem những cái nguyên liệu này đi sơ chế ha mọi người. Cái phần nguyên liệu cho cái nước ngâm này á, thì My đã chuẩn bị xong hết rồi nha. Xả sắc lát mỏng, cái ngọn thì vẫn giữ lại ha, sắc sợi mỏng để tí nữa khi mà mình luộc cái chân gà mình bỏ vào cho nó thơm, và cũng có thể bỏ vào ngâm luôn ha. Gừng thì My chuẩn bị một củ gừng sắc lát, ớt 2 trái, tùy theo khẩu vị của mọi người, nếu mà ăn cay được thì bỏ thêm ớt, còn không thì bớt lại nha. Tắc thì cho 1 kg chân gà, My dùng tầm là 10 trái tắc nhỏ, rửa sạch và cắt ra làm 3. 2 tép tỏi cũng đã sắc lát mỏng. Còn về cái phần chân gà thì khi mua về người ta đã làm qua rất là sạch, nhưng mà My đem về My rửa lại với lại muối và giấm và cắt móng đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đem cái phần chân gà này đi luộc ha. Giờ My sẽ cho nửa muỗng bột nghệ vào trong này để khi luộc cái chân gà của chúng ta nó có cái màu vàng đẹp hơn. Bây giờ My sẽ cho cái phần ngọn xả này và cái phần gừng vào luôn. Khi luộc chân gà thì mọi người nhớ canh chân gà vừa chín tới thôi nha. Vì nếu mọi người mà luộc cái chân gà lâu quá nó bị mềm á, thì khi mà mình ngâm á nó không có ngon mà không có giòn nữa. Và bây giờ trong cái lúc mà chờ đợi cái chân gà nó chín á, thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái thau nước và bỏ đá vào. Bây giờ cái chân gà của chúng ta nó đã chín rồi, và chúng ta sẽ vớt cái chân gà này ra và bỏ vào trong cái thau nước đá. Làm như vậy thì cái chân gà của chúng ta khi ngâm nó sẽ rất là giòn luôn. Và sau khi chúng ta ngâm cái chân gà này trong nước đá khoảng 10 phút thì chúng ta sẽ vớt cái chân gà này ra và cho vào trong tủ lạnh ha. Để tầm 2-3 tiếng là chúng ta có thể lấy ra ngâm được rồi. Và bây giờ trong cái lúc mà chờ đợi cái chân gà ở trong tủ lạnh đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cái phần nước ngâm ha. Cho cái phần chân gà khoảng 1 kg thì My sử dụng 1 lít nước nấu sôi để nguội, 6 muỗng đường và 6 muỗng nước mắm ngon. Một muỗng bột nêm. Và 3 muỗng giấm táo. Cái phần nước ngâm này thì nó linh hoạt cho mọi người. Trước khi mọi người ngâm thì có thể nêm nếm cho vừa miệng nha. Ví dụ như là nếu mà ăn mặn thì có thể thêm nước mắm, ăn ngọt thì có thể thêm đường. Và bây giờ My sẽ cho hết
các tất cả các nguyên liệu này vào trong cái thau nước này luôn. Và sau khi cái chân gà để trong tủ lạnh 2-3 tiếng thì My lấy ra. Cái chân gà này nó hơi to nên là My sẽ chặt nó ra làm hai. Mọi người dùng cái dao bén á, chúng ta chặt cho nó dứt khoát ha, một lần ha. Mọi người nhìn thấy cái chân gà này nó ú na ú nần à, thịt không à, và nó rất là giòn luôn á. Và bây giờ My sẽ chuẩn bị một cái hũ thủy tinh như thế này. Cái hũ như thế này thì My đã nấu nước sôi tráng qua để khử trùng, để tránh cho cái chân gà của chúng ta khi ngâm nó bị nổi bọt lên và bị hư á mọi người. Bây giờ My sẽ cho một cái lớp chân gà này vào, và sau đó sẽ cho một lớp nước ngâm này vào trong này. Rồi lại một lớp chân gà và cho một cái lớp nước ngâm vào. Làm như vậy cho đến khi nó đầy cái hũ này ha. Sau khi mà cho cái chân gà và phần nước ngâm này vào trong hũ rồi á, thì My sẽ đậy kín hũ lại và để trong tủ lạnh. Tầm 2 ngày sau là có thể ăn được rồi ha. Bây giờ My sẽ cất cái hũ này vào trong tủ lạnh và bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu để làm cái món muối chấm chân gà. Thì nguyên liệu cho cái phần muối chấm này á, thì gồm có 2 muỗng muối hột, 2 muỗng sữa đặc có đường, 1 quả ớt, 3 quả tắc, 2 tép tỏi, nửa muỗng bột ngọt và 2 lá chanh. Và cái phần muối hột này á, My sẽ đem giã nhuyễn ra. Tắc thì chúng ta sẽ cắt ra làm hai để bắt lấy nước ha. Ớt và tỏi thì My sẽ băm nhuyễn. Lá chanh thì My sẽ sắc sợi thật là mỏng.
bây giờ My sẽ cho tất cả các phần ớt, tỏi, lá chanh, băm nhuyễn này vào trong cái chén muối hột đã băm nhuyễn. Và vắt cái nước cốt tắc này vào trong. Bây giờ My sẽ cho 2 cái muỗng sữa đặc có đường này vào trong này. Và thêm nửa muỗng bột ngọt nữa. Bây giờ chúng ta sẽ quậy cái hỗn hợp này lên. Là sau đó chúng ta sẽ có một món sốt chấm cực kỳ ngon luôn á mọi người. Nó có vị mặn của muối nè, vị ngọt của sữa đặc nè, vị thơm của lá chanh nè, vị chua của tắc nè, tất cả hòa quyện lại thành một cái món nước sốt rất là ngon luôn á. Và đây là cái thành phẩm của My sau 2 ngày ha. Cái chân gà nó rất là giòn ngon luôn. Cái gia vị rất là vừa ăn. Không có bị đắng hay là bị nhớt ha. Rồi bây giờ thử một miếng cái chân gà này chấm với cái sốt này nha. Tuyệt vời luôn á mọi người. Mọi người cứ làm theo cái công thức của My là bao ngon nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video clip sau.